Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Slovakia bắt bạn của ông Tô Lâm dọn đường cho truy nã quốc tế ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Cho đến nay, vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành là hành động đáng xấu hổ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bắt người trên lãnh thổ quốc gia có chủ quyền, ai cũng hiểu, đó là hành động tội phạm. Nếu là một tổ chức mafia, tổ chức xã hội đen thì việc bắt cóc người là hoạt động quen thuộc của họ. Tuy nhiên, một nhà nước mà tổ chức bắt cóc là hành động không thể chấp nhận được. Mới đây, chính quyền Slovakia cho bắt cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kaliňák, người được cho rằng đã giúp ông Tô Lâm bắt cóc thành công ông Trịnh Nhân Thành tại Đức. Vào ngày 20 tháng 4, báo chí Slovakia đồng loạt đưa tin như vậy. Ông Robert Kaliňák chính là người bị cáo buộc đã giúp đỡ phía Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Nhân Thành, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Vụ việc đã dấy lên lo ngại rất lớn tại Đức và châu Âu trước sự manh động của nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đứng đầu là ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliňák. Để đưa được ông Trịnh Xuân Thanh về nước thông qua Robert Kaliňák, ông Tô Lâm đã thuê chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, chính ông Tô Lâm là người đầu tiên bước chân lên chiếc máy bay này. Tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả có 12 người. Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng đưa lên máy bay. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì lúc ấy, ông Trịnh Xuân Thanh trông có vẻ như bị thương, vẻ người đờ đẫn được hai mật vụ Việt Nam xốc nách hai bên dìu đi. Các nhà điều tra Đức thì cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị thương và bị cho uống thuốc có chất ma túy. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, tờ báo Frankfurt Allgemeine Zeitung của Đức là nhật báo có tầm vóc liên bang và có uy tín hàng đầu của nước Đức đã đăng một bài báo tường thuật về một phát giác rằng chính ông Robert Kaliňák, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, đã giúp ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Cũng được biết, ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák đã bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua. Đó là bao gồm việc tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức rất nguy hiểm. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành làm chấn động thế giới. Hành động bắt cóc người tại một quốc gia có dân chủ và pháp quyền, hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và vi phạm pháp luật Đức. Nhưng ông Robert Kaliňák lại tham gia thì rõ ràng đấy là một tội ác lớn và ông ta khó mà tránh né. Sau vụ bắt cóc xảy ra không lâu thì ông Robert Kaliňák phải từ chức. Được biết, Slovakia là thành viên của châu Âu. Nếu ông Robert Kaliňák bị kết luận là đã có tội khi giúp Tô Lâm đưa người bị bắt cóc về Việt Nam, thì việc kết luận ông Tô Lâm chính là tội phạm. Vì ông đã vi phạm luật pháp Slovakia và Đức, việc xem ông Tô Lâm là tội phạm thì các quốc gia liên quan dẫn đến việc bắt cóc cũng đã xác định, nhưng vì quan hệ ngoại giao nên các quốc gia này chưa ra lệnh truy nã mà thôi. Đức có mối quan hệ kinh tế với Việt Nam nên họ cũng có phần e ngại, nhưng Slovakia thì không có quyền lợi gì với Việt Nam. Khả năng công bố công khai Tô Lâm là tội phạm là điều khó có thể tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Không hiểu luật pháp Slovakia có cái gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không, rồi châm trước trong cựu bộ trưởng có quan hệ đặc biệt với ông Tô Lâm hay không. Cũng không biết tại Slovakia có tội là cố ý làm trái như Việt Nam hay không, hay tại đất nước này cứ phạm luật là xử như nhau. Nếu luật pháp Slovakia mà nghiêm minh thì rất có thể ông Robert Kaliňák sẽ bị liệt vào tội lớn như tội cố ý làm trái ở Việt Nam. Thì khi đó có thể số phận ông Kaliňák sẽ chẳng khác gì ông Đinh La Thăng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh phải chăng hai người bạn này cùng phạm tội. Hình ảnh Trịnh Xuân Thanh lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam dìu lên máy bay ở sân bay Bratislava vào cái ngày oan nghiệt 26 tháng 7 năm 2017. Và giữa ông ta với giới mật vụ Việt Nam thực ra không thể không có mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ đặc biệt giữa các tội phạm phía Việt Nam là tội phạm quốc tế, còn phía Kaliňák là tội phạm quốc gia Slovakia. Ông Tô Lâm, người chuyên gia, gây rất nhiều tai tiếng trên dư luận quốc tế từ vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành đến việc ăn thịt bò dắt vàng ở London. Rồi đây rất có thể tên tuổi ông Tô Lâm
bị khơi dậy sau vụ việc chính quyền Slovakia đang cho bắt giữ cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia mà chứng minh được có giúp ông Tô Lâm bắt cóc và chuyển người về nước. Và chuyện sẽ còn tiếp tục kéo dài. Phim còn hay. Hãy chờ đợi mà xem. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin hôm nay. Slovakia bắt cựu Bộ trưởng Nội vụ, người có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Vào hôm 20 tháng 4, báo chí Slovakia đưa tin cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ ông Robert Kaliňák, cựu phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliňák, cựu phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia. Ông này là người đã bị cáo buộc đã giúp đỡ phía công an Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức. Cựu phó chủ tịch Hậu Giang là người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Berlin, nước Đức, nhà báo tại Berlin, người theo dõi quan sát vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cho biết thêm thông tin về vụ bắt giữ vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia như sau. Theo những thông tin mà tôi vừa nhận được và trao đổi với các phóng viên nhà nước ở Slovakia, thì họ nói rằng việc ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua, bao gồm cả việc tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức. Chính vì vậy đã bị cơ quan an ninh Slovakia chuyên trách việc theo dõi tội phạm trong đội ngũ chính trị gia và công chức Bộ Nội vụ nước này ra lệnh bắt giữ. Đây là hình ảnh chiếc máy bay của chính phủ Slovakia được ông Tô Lâm mượn chuyên chở Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow để trở về Việt Nam. Là người đã theo dõi sát sự việc bắt cóc chấn động do cơ quan an ninh Việt Nam thực hiện ngay giữa thủ đô Berlin, nhà báo này lý giải vai trò của chính trị gia người Slovakia mới bị bắt trong vụ việc như sau. Vai trò của ông cựu bộ trưởng này rất lớn, bởi vì ông ta là người nắm giữ chìa khóa giúp cho phía Việt Nam có máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow, từ đó tiếp tục về Việt Nam. Nếu không có chuyến bay đó của chính phủ Slovakia và không có công hàm của chính phủ Slovakia nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia đang ngồi trên chiếc máy bay này, thì nó sẽ không được bay qua không phận của Ba Lan. Và đó là sự lừa dối của ông cựu Bộ trưởng nước này. Nếu mà không có chuyến bay đó, thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng gần như không thể về Việt Nam một cách an toàn trong thời gian ông ta bị bắt cóc. Vụ bắt cóc này được báo chí phương Tây mô tả như là một câu chuyện giả tưởng thời chiến tranh lạnh để nói về mức độ khó tin của nó. Sự kiện này cũng khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức gặp nhiều sóng gió. Đây là hình ảnh chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam vào hôm 22 tháng 9 năm 2017, ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Đơn cử như việc Đức đình chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và trục xuất một số nhà ngoại giao của quốc gia cộng sản này về nước. Theo nhà báo tại Berlin, thì dù mối quan hệ đối tác chiến lược đã được khôi phục lại, đến tận bây giờ mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa thực sự được hòa giải. Các hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam đã không được khôi phục. Có nghĩa là sau vụ bắt cóc xảy ra thì tất cả cán bộ ngoại giao của Việt Nam khi vào Đức dù dùng hộ chiếu ngoại giao thì vẫn phải xin visa của Đức thì mới được phép vào. Điều thứ hai là chính phủ Đức hiện nay vẫn không khôi phục đó là hai chức danh trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Chức danh thứ nhất là đại diện Interpol của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam. Trước đây do ông Lê Thanh Hải đảm trách và có tham gia vụ bắt cóc, cho đến bây giờ thì chức danh đó và vị trí đó vẫn không được phía Đức đồng ý cho Việt Nam đưa người sang, và nó vẫn đang để trống. Thứ hai là đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam, tức là Tổng cục 5. Chức danh đó cũng không được khôi phục và cái chân đó ở Sứ quán Việt Nam vẫn đang bị để trống, vì chính người này đã tổ chức vụ bắt cóc hồi năm 2017 tại Berlin. Đây là hình ảnh chiếc xe bus VW T5 dính đầy máu, được Bộ Công an Việt Nam thuê từ Séc chạy sang Berlin để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra, theo nhà báo từ Berlin chia sẻ,
từ khi vụ bắt cóc diễn ra đến nay, chưa có một quan chức cấp cao nào của Việt Nam như Chủ tịch nước hay Thủ tướng được mời đến thăm Đức. Sau khi bị đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa ra xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến các cáo buộc như tham nhũng, trong đó ông đã hai lần bị tuyên án tù chung thân.